Có con xăng dầu hôi nè anh em, vừa chảy xăng vừa chảy dầu mà vừa chảy bioga được luôn. Kubota anh em ơi. 800 anh em ơi. 800 ngàn là không bao chạy nha Kubota. Nếu em bao chạy, bao chạy là 1,5 triệu nha anh em. Có thể chạy ga được luôn á nha, bioga mấy anh em nào có xài nuôi heo rồi đó. Xài bioga nuôi heo nuôi lợn là có xài bioga được luôn. Đấy, hệ thống đánh lửa đúng của nó luôn nè. Bogie luôn. Nếu mà nuôi heo thì đưa cống bioga vô đây. Thì quay là chạy thôi, mở ra chạy ngon lắm, tốn nhiên liệu. Máy lăn nè. Máy còn lăn là ok. Kubota luôn. 5 ngựa. 5 ngựa 18.000 vòng cho còn 8 vòng trên phút. 6 ngựa rưỡi anh em. Sức từ 6 ngựa rưỡi đến 5 ngựa rưỡi. Là chạy được demo 4 kg đó. Anh em nào có demo 4 kg là chạy được á. 800 ngàn. Về chạy thôi. Máy của Kubota luôn. Từ này là từ 6 ngựa rưỡi đến 5 ngựa rưỡi, tốc độ tối đa là 6 ngựa rưỡi. Này chạy motor Trung Quốc cũng êm đó, motor Trung Quốc là có 1,5 vòng trên phút à. Này 1,8 là vừa luôn. Poly khỏi biến, poly vừa luôn nè. 800 ngàn quá rẻ. Anh em nào có nhu cầu alo nha. Còn bà con nào ngại muốn bao chảy luôn thì 1,5 triệu gửi. Test thử cho con luôn. Tám trăm ngàn con máy Kubota, vừa chạy xăng vừa chạy dầu mà vừa chạy bioga luôn. Anh em nào có nuôi lợn nuôi heo là chạy ok luôn, phát điện bơm nước cũng ngon. Này hệ thống đánh lửa nó có sẵn, mình khỏi là làm chế gì cực, cứ chích lỗ đưa ống bioga vô đây là quay chạy thôi, nhẹ nhàng chạy bioga thì ngon, không ra khói luôn biết nào hư. Con này chạy được motor demo 4kg mà con. Ai càng alo 088 65 07.